bến đỗ mới cho De Gea dần lộ diện. David De Gea đã xác nhận việc rời Manchester United sau 12 năm gắn bó với câu lạc bộ và đang là cầu thủ tự do. Hợp đồng của cầu thủ 32 tuổi hết hạn vào cuối tháng 6, với việc Erik ten Hag nỗ lực chiêu mộ Andre Onana và Inter Milan để trở thành số 1 mới của mình, De Gea quyết định tốt nhất là tìm kiếm một câu lạc bộ mới với những lời đề nghị từ Saudi Pro League. De Gea nói bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện một thử thách mới để thúc đẩy bản thân một lần nữa trong môi trường mới. Mới đây, Fijajet đưa tin cầu thủ người Tây Ban Nha đang được Sevilla theo dõi trong trường hợp thủ môn Yacine Bono rời câu lạc bộ. Bono đã được liên kết với cả Paris Saint-Germain và Bayern Munich vào mùa hè này. Trong một thông điệp đầy xúc động chia tay MU, De Gea viết: "Tôi vô cùng tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo này để dẫn dắt đội bóng, đại diện cho tập thể này, câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Đó là một khoảng thời gian khó quên và thành công. Manchester sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Manchester đã định hình con người tôi và sẽ không bao giờ rời xa tôi." Chelsea gây sốc với Harry Maguire. Theo The Sun, Chelsea đang cân nhắc khả năng chiêu mộ hậu vệ bị thất sủng Harry Maguire của Man United. Harry Maguire chỉ là phương án dự phòng nơi trung tâm hàng thủ Man United. Với chỉ 8 lần ra sân từ đầu ở Premier League mùa trước, anh thậm chí còn xếp sau hậu vệ trái Luke Shaw theo lựa chọn của Erik ten Hag. Cuối cùng, trung vệ người Anh cũng bị ten Hag tước đi chiếc băng đội trưởng. Maguire tuyên bố anh sẽ chiến đấu cho vị trí của mình và cống hiến hết mình. Tuy nhiên sẽ không bất ngờ nếu ngôi sao người Anh rời Old Trafford để ra sân thường xuyên và có một suất chính thức ở đội tuyển quốc gia. Harry Maguire đang được West Ham săn đón và mới đây theo The Sun, Chelsea cũng đang xem xét gia nhập cuộc đua ký hợp đồng với Maguire. Tân huấn luyện viên của họ, Mauricio Pochettino, ngưỡng mộ Maguire từ đầu và đã cố gắng ký hợp đồng với anh ấy cho Tottenham trước đây. Với Manchester, điều này sẽ là lý tưởng bởi vì Chelsea là một trong số ít câu lạc bộ có thể trả lương cộng mức phí chuyển nhượng cho Maguire. Quỷ đỏ muốn có 50 triệu bảng cho cầu thủ 50 tuổi, nhưng The Blues chỉ có chi ra 30 triệu bảng trong thương vụ này. Maguire tự xác nhận mất băng đội trưởng MU có thể gia nhập West Ham. Harry Maguire đã tự xác nhận rằng anh không còn là đội trưởng của MU. Trung vệ Harry Maguire đã thông qua mạng xã hội thông báo cho các fan MU biết anh đã không còn là đội trưởng của Manchester United. Maguire được trao băng đội trưởng từ năm 2020, chỉ sau 6 tháng gia nhập câu lạc bộ, nhưng phong độ tệ của mùa 2021-2022 lẫn dự bị trong phần lớn mùa 2022-2023 đã khiến vị thế của anh bị đặt dấu hỏi. Thông qua tài khoản Twitter của mình, Maguire viết: "Sau những cuộc thảo luận với huấn luyện viên trưởng hôm nay, ông ấy đã thông báo cho tôi rằng ông ấy sẽ thay đổi đội trưởng. Huấn luyện viên trưởng đã nêu ra các lý do và mặc dù tôi cảm thấy rất thất vọng về mặt cá nhân, tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình mỗi lần tôi được mặc áo đội bóng ra sân. Do đó, tôi muốn gửi lời cảm ơn vô vàn tới các fan MU vì mọi sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tôi mang băng thủ quân. Kể từ ngày tôi trở thành đội trưởng 3 năm rưỡi trước, được dẫn đầu MU trong các trận đấu là một đặc ân to lớn và một trong những khoảnh khắc tôi tự hào nhất trong sự nghiệp. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp MU thành công. Trong và ngoài sân, tôi sẽ luôn biết ơn huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã trao cho tôi trách nhiệm này và tôi hy vọng người kế tục sẽ đạt được mọi thành công cùng MU cũng như nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của cá nhân tôi." Việc Maguire mất băng đội trưởng không còn bất ngờ khi xuất hiện những tin đồn về việc này trong tuần qua. Sau mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên Erik ten Hag, cặp trung vệ đá chính tại MU đã được xác lập là cặp Lisandro Martinez, Rafael Varane, với Martinez đã thay vị trí của Maguire. Thậm chí, hậu vệ trái Luke Shaw cũng được dùng ở vị trí của Martinez khi tuyển thủ người Argentina vắng mặt, trong khi Victor Lindelof là trung vệ lệch phải thay Varane. Do đó, Maguire lúc này đang đứng thứ 5 trong danh sách các lựa chọn trung vệ và có khả năng anh sẽ ra đi trong mùa hè này. Simon Stone của BBC, một trong những phóng viên có nguồn tin bên trong MU, cho biết West Ham đã bày tỏ sự quan tâm tới Maguire. Dù khả năng là họ sẽ phải phá vỡ cấu trúc lương hiện tại để thuyết phục trung vệ của đội tuyển Anh đầu quân. Băng thủ của MU nhiều khả năng sẽ được trao cho Bruno Fernandes, một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của đội bóng và được đánh giá có tư chất. Rafael Varane và Luke Shaw có thể sẽ được chọn làm đội phó. Lễ ra mắt Inter Miami của Messi bị hoãn vì thời tiết quá xấu. Cổ động viên sẽ phải chờ đợi thêm vài tiếng nữa mới được chứng kiến lễ ra mắt Inter Miami của siêu sao Lionel Messi vì điều kiện thời tiết tại Miami, Mỹ quá xấu. Inter Miami cho biết buổi lễ Messi ra mắt đội bóng mới mang tên The Universe
sẽ diễn ra vào sáng nay 17 tháng 7 theo múi giờ miền Đông. Tuy vậy, điều kiện thời tiết rất xấu tại Miami khiến buổi lễ bị lùi thời gian tổ chức. Bất chấp thời tiết xấu, nhiều cổ động viên Inter Miami đã tới từ sớm để chờ sự xuất hiện của Messi. Bản thân Messi cũng đã xuất hiện ở sân DRVBNK và nhận được sự tiếp đón nồng hậu của chủ tịch David Beckham. Tuy vậy, thời tiết tại Miami rất xấu khi trời đổ mưa lớn do tác động của bão. Cổ động viên Inter Miami đang phải tìm chỗ trú ẩn để chờ cơn bão qua đi. Đội bóng này khuyên cổ động viên nếu chưa vào sân hãy ở yên trong xe cho tới khi thời tiết thuận lợi trở lại. Buổi lễ ra mắt Messi dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 giờ đồng hồ. Trước đó, Inter Miami thông báo ký hợp đồng với Messi, chủ nhân 7 quả bóng vàng cũng hào hứng trước thử thách mới trong sự nghiệp. Tôi rất hào hứng khi bắt đầu được bước tiếp theo trong sự nghiệp với Inter Miami. Messi nói sau khi ký hợp đồng có thời hạn 2,5 năm, trị giá 150 triệu USD. Đây là một cơ hội rất tốt và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng dự án tuyệt vời này. Ý tưởng là làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra và tôi rất háo hức tại ngôi nhà mới. Tôi rất vinh dự được chào đón Leo Messi và gia đình anh ấy. Đồng chủ sở hữu của Inter Miami, Jorge Smart cho biết, năm 2018 chúng tôi đã hứa xây dựng một đội bóng đầy tham vọng, thu hút những cầu thủ ưu tú của thế giới. Một đội bóng sẽ thay đổi quan điểm toàn cầu về bóng đá ở Mỹ và đảm bảo rằng bất cứ nơi nào bóng đá được thảo luận, Inter Miami sẽ là một phần của cuộc trò chuyện, một lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ của chúng tôi, những người đã không bao giờ ngừng tin tưởng. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục biến ước mơ thành hiện thực. Trận ra mắt của siêu sao người Argentina cho Inter Miami sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 7 trong trận đấu tại League Cup với Cruz Azul Mexico. MU tiếp đà bổ sung tuyến giữa, thêm trụ cột rời Man City. MU nhắm bổ sung thêm tuyến giữa. Theo tờ Manchester Evening News, MU đưa hai tiền vệ vào trong tầm ngắm bổ sung thêm cho tuyến giữa là Sofyan Amrabat và Romeo Lavia. Trong hai cầu thủ trên thì Amrabat của Fiorentina được coi là khả thi hơn khi các nguồn tin lưu ý rằng Erik ten Hag từng có thời gian ngắn làm việc với tuyển thủ Maroc. Với Lavia đang chơi cho Joseph Tapong, được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cung cấp thêm, Liverpool cũng rất quan tâm muốn có chữ ký của sao trẻ 17 tuổi. Tiền vệ người Bỉ được đánh giá rất tiềm năng, nhưng Amrabat có lợi thế về kinh nghiệm và đã tỏa sáng ở sân khấu lớn World Cup 2022. Trong lúc MU chuẩn bị đón thủ thành Andre Onana, cũng như đang đàm phán để ký chân sút Rasmus Højlund, huấn luyện viên Erik ten Hag còn nhận được tin vui chuyển nhượng từ các ông chủ người Mỹ, cam kết hỗ trợ mua sắm để gia tăng sức mạnh quỷ đỏ, bất chấp đang giao bán câu lạc bộ. Ngân sách hè của MU được cho là tăng từ 100 triệu bảng lên 170 triệu bảng. Ngoài ra, Erik ten Hag có thể huy động thêm được 30 triệu bảng từ việc bán Max Tominay. Thêm Riyad Mahrez trên đường rời Man City. Al Ahly được loan báo đã đạt thỏa thuận miệng với các điều khoản cá nhân với Riyad Mahrez của Man City. Tuy nhiên, để thương vụ xảy ra, câu lạc bộ ở Saudi Pro League đã phải đàm phán với các nhà vô địch ngoại hạng Anh về mức phí chuyển nhượng khi Riyad Mahrez vẫn còn hợp đồng với sân Etihad đến hè 2025. Mahrez được cho rất muốn chuyển đến Trung Đông chơi bóng và Al Ahly hy vọng sẽ sớm đạt thỏa thuận với Man City. Ngôi sao 32 tuổi là cầu thủ quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola trong 5 năm qua, nhưng tầm quan trọng của anh đã giảm đi ở mùa giải ăn ba lịch sử của Man Xanh. Tuy mất vị trí trong đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất của chiến lược bậc thầy này, nhưng Mahrez vẫn ghi 15 bàn, thêm 13 lần kiến tạo trong 47 trận chơi cho Man City ở mùa giải vừa qua. Sau khi giành cú ăn ba, đội trưởng Gundogan đã nói lời chia tay Man City. Kyle Walker đang đàm phán Bayern Munich, trong lúc Bernardo Silva cũng thông báo muốn rời Etihad và Mahrez cũng sẵn sàng chuyển đến Saudi Arabia chơi bóng. Sau Onana, chữ ký 43 triệu xem như đã bước một chân đến Manchester. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói cơ hội để ngôi sao người Pháp cập bến Old Trafford là khá lớn. Bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, Manchester United được dự đoán sẽ chia tay với hàng loạt cầu thủ nằm trong đội 1. Song đến nay, thì hầu hết những cái tên bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford đều là các tài năng trẻ từ Ethan Gabriel, Jadon Ibanez cho đến Etihad Leeds. Tuy vậy, trong tương lai gần, tình hình có thể sẽ sớm thay đổi trong vánh. Ký giả Simon Stone đưa tin, sau khi thu về một khoản phí khổng lồ từ thương vụ Dylan Rice, West Ham United đã sẵn sàng triển khai kế hoạch đưa Harry Maguire rời khỏi Old Trafford. Được biết, huấn luyện viên David Moyes thực sự đánh giá cao Maguire và ông đang nhắm đến cựu sao Leicester City như mục tiêu hàng đầu để củng cố lại vị trí trung vệ của The Hammers. Về phần Man United,
Truyền thông Anh khẳng định Maguire đã luôn nằm trong danh sách thanh lý của họ. Thế nên nếu West Ham gửi đến một lời đề nghị hậu hĩnh, nên sẽ chẳng có lý do gì để Quỷ Đỏ từ chối. Hơn nữa, trong khi chiêu mộ Mason Mount, Manchester United còn chuẩn bị đón Ariel Onana và dự kiến sẽ kích nổ thêm một quả bom tấn ở vị trí tiền đạo cắm. Nên hiển nhiên đã đến lúc họ bán đi cầu thủ để cân bằng lại cán cân thu chi của mình. Dù được cho là muốn ở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí, nhưng trong bối cảnh Euro 2024 đang đến gần, Maguire chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ càng về việc chuyển đến West Ham nếu không muốn suất đá chính trong đội hình tuyển Anh bị đe dọa. Tất nhiên, nếu tiếp tục gắn bó với Manchester United, Maguire chỉ có thể góp mặt trên băng ghế dự bị, trong khi West Ham có thể đảm bảo cho anh cơ hội đá chính mỗi tuần. Rõ ràng, mọi dấu hiệu đều đang cho thấy Maguire sẽ bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford và dự kiến sẽ không quá bất ngờ nếu như thời điểm Maguire rời đi cũng là lúc Axel Disasi dọn hành lý rời khỏi Monaco. Bởi trước đó, ký giả Fabrizio Romano khẳng định phía Manchester United đã liên hệ chiêu mộ ngôi sao này và Ten Hag cũng chấp nhận phương án chiêu mộ Disasi sau khi bỏ lỡ chữ ký của Kim Min-jae. Hiển nhiên, dù Maguire không còn đóng vai trò chủ chốt trong đội hình, Manchester United vẫn sẽ phải chiêu mộ thêm một trung vệ chất lượng để củng cố chiều sâu hàng phòng ngự. Với Disasi, thực chất anh còn có thể mang đến sự cạnh tranh cho bộ đôi Raphael Varane và Lisandro Martinez, bởi ngôi sao người Pháp đã được đánh giá như một trong những trung vệ sáng giá nhất tại Ligue 1 mùa trước. Hiện tại, Manchester United đang phải đối mặt với sự cạnh tranh đến từ Newcastle. Nhưng Thủy Đỏ thực chất cũng không cần lo lắng, bởi Disasi từ lâu đã sẵn sàng chuyển đến Old Trafford. Có thể nói nếu chấp nhận đáp ứng mức phí 43 triệu bảng và Monaco yêu cầu, Manchester United sẽ ngay lập tức có được chữ ký của Disasi. MU mượn cầu thủ mang tới cơn ác mộng cho Arsenal từ Besker. Theo nhà báo L'Estanghi của tờ báo hàng đầu nước Pháp, Enquipe, Manchester United có thể hưởng lợi nhờ thương vụ chuyển nhượng từ Besker. Xavi Simon vừa tái gia nhập câu lạc bộ Leeds 1 sau khi gã nhà giàu nước Pháp kích hoạt điều khoản mua lại để đưa anh về Parc des Princes từ PSV Eindhoven. Tuy nhiên, Simon muốn được đảm bảo về thời gian thi đấu thường xuyên. Dù vậy, sự hiện diện của Neymar và Kylian Mbappe có thể cản trở cầu thủ này đạt được mong muốn của mình. Một bản hợp đồng cho mượn đã được thảo luận nội bộ, trong khi RB Leipzig nổi lên như một điểm đến khả dĩ cho cầu thủ 20 tuổi. Manchester United cũng được cho là sẵn sàng chào đón Simon. Theo nhà báo L'Estanghi của tờ Enquipe, Manchester United cần tăng cường hàng công và bản hợp đồng cho mượn đối với cầu thủ tốt nghiệp lò đào tạo La Masia không phải là một quyết định rồi. Simon ghi tới 22 bàn thắng và đóng góp 13 pha kiến tạo sau 48 trận mùa trước. Điều đó cho thấy tài năng mới 20 tuổi có thể giúp cải thiện hàng công Quỷ Đỏ. Cầu thủ trẻ này từng khiến hàng thủ Arsenal gặp ác mộng với kỹ thuật đáng nể của mình khi họ gặp nhau ở đấu trường Europa League mùa giải trước.